hòa thân ngọc đến nhíu lông mày lại, hơi gật đầu, truyền âm nói. Trường canh ái khanh có lòng, Lý Trường Thọ nói. Đây là chuyện hợp với thiên quy, bệ hạ, xin mời đến hậu đường nghỉ ngơi, ngài đột nhiên giá lâm nơi đây, tiểu thần bản lĩnh thấp, thật sự không phát hiện ra được, cũng chưa kịp chuẩn bị gì. Ta chỉ là đột nhiên nổi hứng, tùy ý đi lại, ngươi không cần khẩn trương, Ngọc Đế cười nhẹ đáp lời, cầm hương trong tay nói vậy vật này. Bệ hạ chớ có trêu chọc tiểu thần, Lý Trường Thọ lập tức cười khổ một phen. Triều thiên đạo và lão gia trong từ tiêu cung, ai còn có thể chịu được một nén hương của bệ hạ. Bệ hạ, chuyện kia, lúc tiểu thần định quy củ cho miếu hải thần năm đó, chỉ là cầm hương đi vào, mà không phải là đi vào dâng hương. Ha 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 ha, hóa thân ngọc đế không khỏi cười to. Vốn định ra khảo đề cho ngươi, người lại là tùy tiện đáp như vậy, không thú vị, rất không thú vị. Trong tiếng cười, Ngọc Đế đưa cây hương này cho Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ do dự trong một cái chớp mắt, vẫn là cầm lấy. Ngày hôm nay không có người ngoài, không cần quá mức cầu nệ, hóa thân Ngọc Đế vỗ vỗ cánh tay của Lý Trường Thọ. Đi, dẫn ta đi dạo chơi miếu hải thần của người. Lý Trường Thọ đáp ứng, trong đáy lòng không khỏi bắt đầu suy tư, Ngọc Đế bệ hạ tới nơi đây rốt cuộc là cần làm chuyện gì, phải ổn một chút coi như ngọc đế bệ hạ đến là để vấn trách chính mình làm việc bất lợi cứ cẩn thận ứng đối là được nhưng nói đi cũng phải nói lại lý trường thọ hắn tiến hành mưu tính sự tình long tộc nhập thiên hiệu quả cho tới bây giờ cũng đều coi như không tệ nếu như vậy còn bị hỏi tội vậy thì hắn dứt khoát cũng không cần nhất định phải đi lên thiên đình làm lão thần tiên hòa ái dễ gần cái gì trực tiếp lấy việc trà trộn vào động xuất cung là mục tiêu là được rồi làm thần tiên cũng phải có lương tâm cử sư thúc quả thực chính là truyền kỳ của lương tâm giới chuyện này chỉ là chính mình giả thiết xem bộ dạng này của ngọc đế đại khái cũng không phải là đến hỏi tội sau đó hẳn là ngọc đế sẽ mở miệng động viên đốc xúc hắn vài câu nói với hắn ta vẫn luôn đang nhìn người lý trường thọ mang theo hóa thân ngọc đế đi dạo nửa vòng ở trong hậu viện miếu hải thần lại tại tiền điện nhìn khách hành hương nối liền không dứt mấy lần lúc này mới đi vào trong hậu đường ngồi ngay ngắn lúc vào hậu đường miếu hải thần khách nhân có tu vi cao thâm một chút ngay lập tức đều sẽ chú ý bức tranh sơn thủy Ngọc Đế cũng không ngoại lệ. Trường Canh, bức họa này. Lá Vân Tiêu tiên tử tặng cho, Lý Trường Thọ cười nói. Tiểu thần cũng không biết nên cúng vật này tại nơi nào, liền treo ở nơi đây. Chật, bút tích thực của thông thiên sư huynh, quả nhiên là bảo vật khó tìm, hai mắt của hóa thân Ngọc Đế tỏa ánh sáng một hồi, Lý Trường Thọ ở bên cạnh mỉm cười đứng yên cũng không tiếp lời. Nếu đổi lại thành không phải bút tích của thánh nhân, dù giá trị lại cao hơn, như vậy Lý Trường Thọ cũng sẽ không chút do dự, trực tiếp hiến cho Ngọc Đế. Nhưng đây là bút tích của thánh nhân, vân tiêu tiên tử tặng cho, yên quả chuyển tặng quả thừa quá lớn. Hòa thân Ngọc Đế nhìn hóa thân đạo nhân dưới Lý Trường Thọ, vẻ tán thường trong mắt càng nhiều thêm mấy phần. Trường canh à, quan hệ của ngươi thật sự rộng. Trong truyền thuyết, tam tiêu tiên tử thần thông quảng đại, bản lĩnh cao cường, nhất là hỗn nguyên kim đấu của Vân Tiêu, có thể xưng là hung binh bảo sát. Chuyện này, tiểu thần cũng không phải hiểu rõ rất nhiều, chỉ là bởi vì một ít việc nhỏ với tam tiêu tiền bối mà có một chút gặp nhau, Lý Trường Thọ kể chuyện rời chủ đề. Bệ hạ, xin mời ngồi, nói xong, Lý Trường Thọ lập tức lấy ghế chủ vị của mình đi, đổi thành một cái đính ngọc. Ngọc đế cũng không nói thêm cái gì, rất tự nhiên ngồi xuống. Trường canh cũng ngồi đi, ta vốn là khách, như thế này có một chút khách đoạt chủ, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không giả mồm, trực tiếp ngồi ở bên cạnh. Mặc dù về sau sẽ hiệu mệnh cho ngọc đế có quan hệ quân thần, nhưng cũng không cần cúm núm. Thần tiên cũng phải có khí khái thần tiên. Huống chi sau lưng mình chính là hai vị đại lãm liên giáo. ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, ngọc đế cũng là chính thần do thiên đạo sở phong, phụ trách thống lĩnh chính thần chư thiên mà thôi. Hai người trước sau ngồi xuống, thoáng có một chút tẻ ngắt. Lý Trường Thọ mặc dù đoán không ra ngọc đế tới làm cái gì, nhưng cũng không thể làm cho không khí trở nên xấu hổ rất nhanh liền chủ động mở miệng, báo cáo bố trí có quan hệ đến Long tộc chính mình làm ra, cùng với phiền phức và gian nan khổ cực trước mắt phải đối mặt. Hòa Thân Ngọc Đế cẩn thận nghe nửa canh giờ, thình lình phát hiện ra, sự tình còn muốn phức tạp hơn rất nhiều so với hắn suy nghĩ, Ngọc Đế thở dài. Chưa từng nghĩ, trưởng canh ngươi phải tính kế nhiều việc lớn được nhỏ như vậy, ta nguyên bản, ta còn tưởng rằng là tùy cơ ứng biến, Lý Trường Thọ cười nói. Kỳ thật đây chính là tùy cơ ứng biến, chỉ là, chúng ta trước tiên làm tốt hết thầy chuẩn bị, đợi đối phương ra chiêu, tự nhiên có thể gặp chiêu phá chiêu. Lời nói của trường canh thật là có lý, Ngọc Đế nghiêm mặt nói. Tâm lực của một người vẫn là có hạn, thật sự vô cùng không dễ, dù việc này cuối cùng không thể thành công, cũng sẽ ghi cho trường canh ngươi một phần đại công, Lý Trường Thọ nói. Nếu như chuyện không thành, thì phải chịu tội, nào dám lĩnh công bệ hạ cứ yên tâm, thiên mệnh tại thiên đình, ở trên người ngài, tiểu thần chỉ là thuận thế mà làm. Thiện, có trưởng canh ngươi mưu đồ việc này, ta cũng an tâm, lời cảm khái của Ngọc Đế ngược lại là tùy tâm mà phát, tiếp đó lại nói. Trưởng canh, ý chỉ chính thần của ngươi, lại có ba năm nữa liền sẽ hạ xuống. Ta đã phong ngươi làm hải thần tứ hải, kiêm chức nguyên soái đốc quân thiên đình, đứng sau đông mộc công, ngươi thấy thế nào? lý trường thọ liền vội vàng đứng lên vái chào tiểu thần chưa lập công lao không dám nhận thưởng hậu như thế chính là bởi vì công lao của ngươi còn chưa hiện cho nên chỉ có thể cho ngươi thần vị và chức quan như vậy ngọc đế cười nói thần vị thiên đạo tổng cộng chưa làm sáu giai đây chỉ là tứ giai để sự tình long tộc nhập thiên thành công ngươi liền có thể trực tiếp ngang hàng với một công thần vị nhị giai như thế mới có thể phục chúng lúc này lý trường thọ mới hơi nhẹ nhàng thở ra ôi chao nguyên soái đốc quân cũng không phải là cái gì đại quan dọa cho hắn nhảy một cái cho hắn vị trí càng cao về sau chuyện muốn mưu đồ cũng càng nhiều hắn mặc dù không lười nhưng cũng không phải là người tham công tiếc việc không có việc gì cũng sẽ không tìm việc cho chính mình để hoạt động bệ hạ tiểu thần cả gan có thể xin ngài nói một chút về thần vị thiên đình này hay không lý trường thọ lộ ra sắc mặt ngưng trọng thần cũng có thể chuẩn bị tốt cho sau này tránh việc va chạm với vị nào ha 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 ngọc đế cũng cười nói trường canh ngươi thật đúng là cẩn thận chặt chẽ cũng được ngày hôm nay trong lúc rảnh rỗi ta sẽ nói một chút về thần vị thiên đình cho ngươi lập tức ngọc đế đích thân làm phát ngôn viên giải thích cặn kẽ về hệ thống thần vị có hơn một nửa công sức của y này phương thức ngọc đế phân chia thần vị thiên đình thoáng có một chút đơn giản thần vị và chức quan có một chút khác biệt thần vị có lục giai đạo tổ tam thanh siêu nhiên ở bên ngoài thiên địa không đưa vào trong đó nhất giai chính là ngọc đế vương mẫu lão quân nhị giai chính là nam tiên đứng đầu như đông mộc công tương đối điển hình còn có vị trí tứ ngự nắm giữ thực quyền chỉ là lúc này vị trí tứ ngự đều là chống chỗ tam giai chính là chân quân thiên vương chủ thần vị các bộ cũng ở hàng ngũ này tứ giai dành cho các vị tinh quân chính thần các bộ phụ trách giám sát chư thiên vận chuyển duy trì thiên đạo ổn định, nguyên soái được thiên đình sắc phong, lĩnh quân hơn 10 vạn cũng coi như được tính ở trong thần vị này. Ngũ giai, lục giai thì phức tạp hơn, chủ yếu là phụ thần của chính thần nhị giai, tam giai. Ngoài ra còn có tiên lại, tán tiên thiên đình, không có cấp bậc, các bộ, chủ yếu đề cập đến tám bộ lôi, hỏa, đấu, ôn, động, thái tuế, tài trờ, tinh quân, phần lớn là chỉ 28 tinh tú. Thần vị không có liên quan trực tiếp với thực lực, chỉ là đại biểu cho vị trí bên trong hệ thống thần vị thiên đình quyết định đãi ngộ từng người có thể nhận được cùng với ban thưởng thiên đạo công đức nhiều ít lý trường thọ âm thầm tính toán trong đáy lòng phát hiện ra lục giai thần vị ngọc đế phân trên này kỳ thật có thể tỉ mỉ chia thành cửu giai thập nhị giai nhưng lúc ngọc đế giảng thuật bộ hệ thống này trong lời nói biểu lộ ra cảm giác tự hào nhàn nhạt, nhạt. ừm đây chính là hệ thống thần vị hoàn mỹ nhất không có sơ hở gì chính mình lên thiên thiên đình cất bước chính là thần vị tứ giai, cũng là lý trường thọ không nghĩ tới, chủ yếu vẫn là bởi vì, hiện tại ở trong phần lớn chỗ chống chính thần thiên đình, Ngọc Đế lại tiện tai ném ra chức vị cao. Lý trường thọ vừa đàm luận việc này cùng với Ngọc Đế, vừa suy tư ở trong đáy lòng, Linh Quang bỗng nhiên lóe lên, phát hiện ra chỗ mấu chốt, lúc này Ngọc Đế làm ra cấu tạo thần vị lục giai, đối ứng với đông đảo thần vị, hẳn chính là ở bên trong phong thần bảng sau này, muốn bổ khuyết những chỗ chống kia. Vậy, nếu chính mình ảnh hưởng tới tư tưởng của Ngọc Đế lúc này, tăng thêm, giảm bớt, điều chỉnh các loại thần vị, chẳng lẽ không phải liền có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đại kiếp phong thần, trong đáy lòng Lý Trường Thọ vừa toát ra ý nghĩ có một chút điên cuồng như vậy, liền trực tiếp ấn chết ý tưởng này trong đáy lòng. Thuận tiện đào hố, chôn chặt, không quên dẫm mạnh hai phát. Không có việc gì tính toán tào lao cái gì, phong thần kia là lượng kiếp, sao có thể là sự tình một tiểu đệ tử độ tiên môn bình thường cảnh giới nguyên tiên có thể tham dự. Hàn Huyên một hồi sự tình liên quan tới thần vị với Ngọc Đế, Lý Trường Thọ liền phát hiện ra, hứng thú nói chuyện của Ngọc Đế dần dần dày lên. Lúc này ở bên ngoài chính là đèn hoa mới lên, Ngọc Đế cười nói: "Trường canh, ngươi và ta không bằng đi ra bên ngoài nhìn một chút xem, thế tục này ta cũng rất ít đến." Bệ hạ đã có hào hứng, tiểu thần tự nhiên phụng bồi, có cần tiểu thần phái người an bài? "Không cần, an bài cái gì?" Ngọc Đế khoát khoát tay để nguyên bản mới thú vị. Lý Trường Thọ cười cười, đi theo bên người Ngọc Đế, rời hậu đường, đi về phía cửa sau miếu hải thần, Ngọc Đế rốt cuộc là tới làm cái gì. Hẳn là có thâm ý khác, nhưng chính mình thăm dò mấy lần, vẫn luôn không rõ ràng cho lắm, dù sao, tóm lại cũng không có khả năng là nhàn rỗi nhàm chán, đến tìm chính mình nói chuyện phiếm giải buồn, vừa muốn đi ra ngoài, hóa thân Ngọc Đế hơi nhíu mày, nhìn về phía góc hậu viện nào đó nơi đó có một vệt bóng đen cấp tốc che giấu ở trong bóng tối lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa trường canh nơi này của ngươi dường như không quá yên ổn làm bệ hạ chê cười lý trường thọ truyền âm nói có người đang ngó chừng miếu hải thần này của tiểu thần chuyện như vậy không phải ngày một ngày hai tiểu thần đã sớm thành thói quen ồ hóa thân ngọc đế cao mày truyền âm hỏi có cần nhân thủ tương trợ. Cảm ơn bệ hạ chiếu cố, nơi đây cũng không có đại sự gì, Lý Trường Thọ cười nói. Tiểu thần ở chỗ này đều là hóa thân, bọn hắn cũng chỉ vẫn luôn điều tra. Người không nói, ta còn suýt nữa quên, hóa thân ngọc đế cười khẽ nói. Đi thôi, sau khi đi ra khỏi cánh cửa này, ngươi và ta liền chứa có truyền âm. Ta gọi ngươi là trường canh huynh, ngươi gọi ta một tính nhật thiên huynh. Ngày hôm nay đi vào phàm trần dạo chơi một phen. Lý Trường Thọ. Bệ hạ ngài có thể đổi tên hay không? Hai chữ Nhật Thiên, thật sự có một chút khó có thể mở miệng, nhưng đây cũng là do ý nghĩ của chính mình quá phức tạp. Lý Trường Thọ theo lời mà đi, trong miệng không ngừng gọi Nhật Thiên huynh, Nhật Thiên huynh, làm cho tâm tình của Ngọc Đế càng thư sướng, cũng không biết phải chăng thật sự đúng dịp, hay là nhà rồi còn gặp mưa. Lý Trường Thọ đang bồi tiếp Ngọc Đế tản bộ trên đường nhìn một chút phong cảnh nhân gian, đi dạo một phòng chợ đêm nhân gian. Ngọc Đế dường như đều tràn đầy phấn khởi đối với mỗi sự kiện mỗi vật, nhất là đối với những vật nhỏ kẹo bọc đường, mút quả, kẹo hồ lô này, biểu lộ ra hào hứng nồng hậu dài đặc, nhưng lại không đi nếm thử. Lý Trường Thọ tự nhiên chỉ là ở bên cạnh bồi đi chơi, bồi đi dạo, bồi nói chuyện phiếm, lặng lặng chờ một khắc Ngọc Đế mở miệng nói ra mục đích thật sự. Đúng vào lúc này, một tia âm thanh vo ve quen thuộc chui vào trong tay Lý Trường Thọ hòa thân ngọc đế đỏ ánh mắt qua không trung tiện tay vỗ tay áo một vệt tiên quang màu vàng nhạt ở trong lòng bàn tay y biến mất không thấy gì nữa một cái chớp mắt tiếp theo liền xuất hiện ở trong không trung đâm thủng một con huyết mũi trường canh nơi này của ngươi thật sự không yên ổn trong lòng ta vô cùng lo lắng lý trường thọ cho ta một cái vé vào cửa động xuất cung ta khẳng định sẽ rời đi qua ngay lập tức khục, đùa thôi đùa thôi ngọc đế bệ hạ rốt cuộc là tới làm cái gì đưa mắt nhìn hóa thân ngọc đế cưỡi mây thăng thiên trong đáy lòng lý trường thọ nổi lên một tầng lại một tầng nghi hoặc hai ngày nay hắn đều bồi tiếp ngọc đế làm chuyện gì dạo phố nói chuyện phiếm nói chuyện trời đất du lịch núi chơi nước dục ngựa lao nhanh hắn tiểu đệ tử độ tiên môn cảnh giới nguyên tiên mới tấn thăng quân sư của long tộc hải thần nam hải nhân giáo tiểu pháp sư bồi một nam nhân đi chơi hai ngày chuyện này chẳng lẽ trước khi lên thiên đình nhận chức khảo hạch cuối cùng của thiên đình đối với chính mình chính là phải chăng có thể bồi ngọc đế du sơn ngoạn sơn thủy đầu năm nay hành vi khó hiểu thật sự nhiều lắm ba năm sau lý trường thọ trầm ngâm đôi chút bắt đầu cẩn thận tính toán việc này đây là ngọc đế xuống tuần tra lần này cho ra một cái tin tức duy nhất có giá trị ba năm sau ý chỉ liền sẽ hạ xuống chuyện này so với dự đoán của hắn còn muốn sớm hơn không ít trước đó không phải nói đạo ý chỉ kia cần một hai trăm năm mới có thể ngưng tụ thành hay sao chẳng lẽ thiên đạo đã mở thông đạo tăng tốc đào lớp cho hắn, ăn bài trước thời hạn. Tuy nhiên, việc để thiên đình chính thức can thiệp vào sự tình long tộc vào lúc này cũng là một điểm tốt, một kế hoạch nhỏ mà hắn đã lập từ mấy chục năm trước, cũng có thể phát huy được tác dụng trước thời hạn. Lý Trường Thọ đợi một lúc, con muỗi vẫn luôn trốn ở nơi xa cẩn thận từng ly từng tí bay tới, rơi vào đầu vai của Lý Trường Thọ. Đại nhân, vị hóa thân công đức kia vừa rồi là Có một số việc, có một số người, không nên hỏi nhiều, khi nào có thể biết, ta sẽ cho ngươi biết." Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong, Văn Tịnh đạo nhân lập tức có đáp án, Văn Tịnh đạo nhân trực tiếp nói: "Là thực hạ lắm miệng, đại nhân, Long cung Tây Hải chuẩn bị phái đi 36 vị Long tử Long nữ, một nửa bái nhập đạo thừa Tam giáo, một nửa bái nhập sáu nhà đạo thừa Nhân giáo. Đây là tính toán của Tây phương giáo, là đề nghị của Kim Thiền, Hung Linh không sai biệt lắm với thuộc hạ." những long tử long nữ này sẽ bị phương tây khống chế tìm cơ hội chọc giận đạo thừa tam giáo từ đó làm long tộc rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân ừm Lý trường thọ chậm rãi gật đầu nói đã làm phiền ngươi đây là sự tình thuộc hạ có thể làm thuộc hạ cáo lui huyết mũi hóa thành một tia mây mù huyết sắc dần dần tiêu tán lý trường thọ lại bổ sung một luồng tam muội chân hỏa triệt để đốt hết mây mù này không để lại nửa điểm vết tích Văn tịnh đạo nhân dường như đã thay đổi rất nhiều. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Bởi vì cái gọi là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, văn tịnh đạo nhân lúc này thế nhưng là ở trước mặt chính mình, bày ra những gì mà chính mình muốn nàng thể hiện. Hung linh hung ác như vậy, Lý Trường Thọ sẽ tuyệt đối không tin tưởng, nàng được mình truyền lửa thành công, liền biến thành hạng người lương thiện, lại kiểm tra một hồi tại các nơi miếu hải thần, cỗ đạo nhân giấy này lặng yên trở về trong kho đạo nhân giấy dưới mặt đất, ngồi xuống bên cạnh tương tư bảo thụ dưới chân linh sơn trong động mũi văn tịnh đạo nhân xếp bằng ở trên giường chậm rãi mở ra đôi mắt phượng hẹp dài kia trong đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc vừa mới rồi nếu như nàng suy tính không sai cỗ hòa thân cơ hồ là hoàn toàn do công đức cấu thành kia chính là đồng tử của đạo tổ hạo thiên ngọc đế cùng thế hệ với thánh nhân ngọc đế nhân giáo hải thần lúc lần thứ nhất tiếp xúc với hải thần nam hải hải thần vẽ cho nàng những cái bánh kia hiện nay đã là thiết thực hiện ra ở trước mặt nàng đại giáo tranh chấp, loạn cục khó khống, Văn Tịnh đạo nhân dần dần có một chút nhìn không hiểu, cục diện bây giờ, hừ. Bản nữ vương đại nhân trước hết đi theo người lăn lộn một chút năm tháng, lại xem sự tình phía sau như thế nào, nhưng những lời tên gia hỏa này nói trước đây kia, cũng rất có đạo lý, theo đuổi bản ngã. Ta, à, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đang theo đuổi cái gì? Hai mắt của Văn Tịnh đạo nhân dần dần trở nên trống rỗng và mê mang, nàng chậm rãi chuyển từ ngồi xếp bằng sang nằm nghiêng rồi dần dần cuộn tròn lại. Động phủ này có một chút trống trải, chỉ có một chút tiếng nước tí tách, nhẹ nhàng vang lên. Cũng may, lúc ấy Lý Trường Thọ chỉ cầm ra mấy cái vấn đề nhỏ, nếu như lấy ra ba câu hỏi lớn ta là ai, ta đến từ đâu, ta đang làm gì, hậu quả khó mà lường được. Hóa thân Ngọc Đế rời khỏi An Thủy Thành, thần thái cả người tràn đầy sức sống, trong đáy lòng vô cùng thoải mái dễ chịu. Sự tình tuần tra phàm tục cùng với trường canh ái khanh, lại thú vị như vậy, Ngọc Đế cười khẽ, vẫn chưa xuất rửa trở về thiên đình, mà là cưỡi mây đi về hướng đông bắc, dùng tiên thức nhìn chăm chú sinh hoạt của phạm nhân phía dưới. Cẩn thận suy nghĩ, mỗi câu mỗi lời nói của trường canh ái khanh, dường như cũng có thể vừa vặn đúng trọng tâm, lời nói không lộ sự sắc bén, nhưng lại làm cho người ta nhớ rất lâu, thật hay, trường canh ái khanh luyện được cách đối nhân xử thế như vậy từ chỗ nào. Nếu như có thể, để cho tiên thần thiên đình đều học, kẻ làm ngọc đế như mình, chắc chắn sẽ không buồn tẻ lại không thú vị đoạn đường đi qua hồng trần này ngọc đế đột nhiên có cảm giác thấy được một con đường tu hành lúc này con đường này còn có một chút mơ hồ không có lộ ra dấu vết thật sự ngọc đế cũng chỉ là có điều cảm ngộ mà không có cách nào nắm chặt hồng trần thế tục hẳn là còn có cơ duyên của ta hóa thân ngọc đế nhíu mày nhưng không nghĩ nhiều cưỡi mây bay lên trời ngọc đế tự nhiên rõ ràng bản thân bị thiên đạo áp chế tuyệt đối không có cách nào bước vào cảnh giới thánh nhân mà chính mình lại có thiên đạo thủ hộ, ở dưới thánh nhân không có ai có thể làm y tổn thương, thay vì tốn tâm tư về việc tu hành, không bằng toàn tâm toàn ý quản lý tam giới. Đoạn đường này, hành tung mở mịt, mây mù tầng tầng, bởi vì lúc hóa thân Ngọc Đế trở về thiên đình, đã là đang ở giao giới Đông Thắng Thần Châu và Nam Thiệm Bộ Châu, cho nên đi đến Đông Thiên Môn, thuận tiện, còn có thể khảo hạch thiên tướng thủ vệ ở Đông Thiên Môn. Vào thời điểm hóa thân Ngọc Đế bay đến phụ cận Đông Thiên Môn, không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày, đường đường là ở bên ngoài đông thiên môn thiên đình, làm sao? Lại có một người nằm, ở trước đông thiên môn, một thân ảnh nằm trên đường mây, như đang nằm ngái o o, mấy vị thiên tướng thủ vệ trao mày, đám thiên binh kia cũng là nghiến răng nghiến lợi. Mà ở một nơi cách thiên môn không xa, mấy vị lão già ngồi sổ phía sau đám mây trắng, lần lượt che mặt, hiển nhiên là không có mặt mũi nhìn người. Đạo sĩ trẻ tuổi nằm ở kia có tu vi cảnh giới thiên tiên, ở bên trong những lão giả trốn ở nơi xa kia, có một người là ca thủ cảnh giới kim tiên. đây là chiến trận nào? hoa thân ngọc đến nhíu mày bay về phía trước, đến trước đông thiên môn, thanh niên thiên tiên nằm trên đất kia, còn mở mắt ra nhìn hóa thân ngọc đến một chút. hoa đại ca vừa trở về từ bên ngoài sao? có thiên tướng đi về phía trước chào hỏi. nguyễn cưỡng cười cười. không sai, ra ngoài là một chút việc riêng. hóa thân ngọc đế hỏi. đây là có chuyện gì? Này, đừng nói nữa, một thiên tướng thở dài. Tên gia hỏa ở bên ngoài này là một kẻ si tình, bởi vì coi trọng một vị tiên tử bên trong giao trì thiên đình chúng ta, liền nhất định phải tới gia nhập thiên đình. Mấy huynh đệ không cho hắn đi vào, hắn liền nằm xuống ở chỗ này, làm trò vô lại, hóa thân ngọc đế cũng vui hẳn lên. Hắn coi trọng vị tiên tử nào, một thiên tướng truyền âm nói. Là tiên tử cầm đèn cho vương mẫu nương nương, trăm năm trước đây, chỉ có vị tiên tử này ra vào đông thiên môn Ngọc Đế hơi gật đầu Lại nói Vì sao không đuổi hắn đi Chuyện này Một thiên tướng cười khổ nói Vạn nam trước thông minh điện liền Có lệnh truyền xuống Nếu có người muốn nhập thiên đình làm binh tướng Liền mang đối phương đến binh các thẩm vấn Theo quy củ Là phải thả hắn đi vào Nhưng động cơ của hắn không chính đáng Lai lịch không rõ Tình huống như vậy chúng ta cũng không nắm chắc được, không biết là nên đuổi hay là nên thả, hóa thân ngọc đế ngẫm nghĩ, cười nói. Việc này cũng không khó giải quyết, trước tiên có thể dẫn hắn đi binh các thẩm vấn, đưa hắn vào hàng ngũ thiên binh thiên tướng, sau đó hắn liền nhất định phải tuân thủ thiên quy thiên điều, nếu dám mạo phạm tiên tử giao trì, trực tiếp vùng loạn xét đánh rơi tu vi, rắn xuống hoàng trần không phải là xong. Nghe lời ấy, biện trang nằm trên đất run lên, mở mắt ra chừng mắt nhìn hóa thân ngọc đế. Ngươi, ngươi sao lại ác độc như thế? Mấy vị thiên tướng kia lại là hai mắt tỏa sáng, từng người cười cười đi đến, ấm giọng hỏi Viện Trang có muốn gia nhập thiên đình hay không? Hóa thân Ngọc Đế thế thế hơi lắc đầu, phiêu nhiên đi vào, lời vừa rồi kia, thế nhưng chỉ là để dọa người bên ngoài này mà thôi. Chỉ là một lòng ái mộ, đến đây cậy nhờ thiên đình, ở lý trước đông thiên môn không đi, cũng không thể đánh đuổi hán đi, thiên đình mặc dù thiếu binh thiếu tướng, nhưng cũng không thiếu đến mức như vậy, vừa nhìn liền biết chính là con cháu do thế lực hồng hoang nào đó nuông chiều, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mấy vị thiên tướng vừa rồi cha cũng đều không có cha thân phận của hắn, liền trực tiếp thả hắn đi vào, hừ, trừ mỗi người các 300 năm bổng lộc công đức. Tại Tiểu Quỳnh Phong, trong mật thất dưới đất. Ba năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lý Trường Thọ nói thầm một câu, tìm kiếm một hồi trong bảo nang tại cổ tay áo, lấy ra một chồng vải phóc. Trước đó Tiểu Quỳnh Phong tương đối nghèo khổ, có một chút tài nguyên cũng đều đầu nhập vào trên tu hành và át chủ bài, cho nên nhiều khi đều là dùng ra thú tương đối rẻ, thẻ che để ghi chú. Hiện tại Tiểu Quỳnh Phong cũng coi như miễn cưỡng ở trình độ khá giả trong hồng hoang, vải vóc và ngọc phù cũng đều có thể dùng tới. Sau khi chuyển ra một chồng vải vóc, Lý Trường Thọ lại chuyển ra một chồng khác, làm lại mấy lần như vậy, trải những chồng vải vóc này ra theo thứ tự. Lập tức, một đồ thị hình chiếu xuất hiện ở trước mặt của Lý Trường Thọ. Đây là một phần của kế hoạch nhỏ, mượn sự tình thiên đình hàng chỉ, hải thần lên trời, là sách lược Lý Trường Thọ đã định ra trước đây, một mực chờ đợi ý chỉ của Ngọc Đế. Đây cũng là một bước tương đối quan trọng bên trong sự tình Long Tộc nhập thiên, hắn cần mời Long Tộc đến đây xem lễ, làm cho Long Tộc vừa ý với chỗ tốt sau khi gia nhập thiên đình, lực lượng công đức nhất định phải nhìn thấy bằng mắt thường, khiến cho Long Tộc xúc động cũng cần phải chú ý xem chuyện này có bại lộ vị trí của bản thân ở đâu hay không. Dù sao thì thần vị cũng không có khả năng cho đạo nhân giấy, tất nhiên là thiên đạo sẽ hàng ở trên bản thể của mình, hắn cũng là lần đầu tiên làm chính thần, không có kinh nghiệm gì. Trừ cái đó ra, Lý Trường Thọ còn muốn cân nhắc càng nhiều hơn một chút, ở phương diện chiến lược, cần chính mình gióng chống cô chiêng, dựa võ dương oai, nhưng ở phương diện chiến thuật, vẫn là cần ổn định, tìm kiếm lợi ích trong khi duy trì sự ổn định. Phải thừa dịp cơ hội lần này, tiến một bước tuyên dương uy nghi của thiên đình, tăng cảm giác tồn tại của thiên đình ở trong hồng hoang, mà nếu sắp xếp và bố trí tốt, hắn còn có thể tận dụng tình hình từ các nơi để tiếp tục làm lớn mạnh hải thần Nam Hải. Sau đó người muốn mời cũng không cần quá nhiều, phân lượng đủ là được rồi, ở trong danh sách xem lễ mô phỏng của hắn, cần có đông mộc công đại biểu cho thiên đình. Cũng nhất định phải có đầy đủ nhiều thiên binh thiên tướng, gia tăng uy thế của thiên đình, cho người ta một loại cảm giác thiên đình bất tri bất giác đã phát triển lớn mạnh ở phương diện long tộc ngao ất nhất định phải ở đây ngao ất có thể mời được càng nhiều cao thủ long tộc càng tốt nhưng phải đề phòng có gian tế tây phương giáo xếp vào quấy rối ở phương diện tam giáo mình ngược lại là có thể mời luyện khí sĩ kim ngao đảo như kim quang thánh mẫu địa vị ở bên trong tiệt giáo không cao không thấp cũng có một chút gặp nhau với chính mình chính là nhân tuyển rất không tệ mà ở phương diện xiển giáo chỉ cần mời một vị hoàng long chân nhân như vậy là đủ rồi còn có thể thừa cơ hòa hoãn quan hệ giữa Hoàng Long chân nhân cùng với Long tộc. Cao thủ giống như Triệu Đại gia, Vân Tiêu tiên tử cùng với đại pháp sư nhà mình không quá thích hợp lộ diện tại trường hợp như vậy, chỉ bằng vào phân lượng hải thần nam hải cũng không đáng giá cho cao thủ như vậy đến xem lễ, mọi thứ hăng quá sẽ hóa sở. Lý Trường Thọ rất nhanh liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn chăm chú vào đống vải phóc trước mặt này, ngón tay nhẹ nhàng đưa lên, bút lông nhúng chút bực bay lơ lửng trước mặt hắn, bắt đầu viết vào vẽ lại suy luận một lần, việc này cũng không thể để xảy ra sai lầm gì. Lý Trường Thọ bận rộn trong mật thất dưới đất nửa năm, sau khi xác định kế hoạch của chính mình không có quá nhiều chỗ sơ suất, liền bắt đầu triển khai toàn bộ. Đầu tiên là xác định thời gian thiên đình hàng chỉ. Lý Trường Thọ chủ động liên lạc một lần cùng với Đông Mộc Công, dâng lên một phần tấu biểu liên quan tới việc này, nhận được trả lời là Ngọc Đế bảo hắn buông tay mà làm, không cần câu thúc. Lúc này ý chỉ đại khái còn có 2 năm lẻ 5 tháng là ngưng tụ xong, Lý Trường Thọ vì lý do ổn thỏa, lại hoãn thêm nửa năm ngày thiên đình hàng chỉ. Vì sao lại chỉ hoãn? Vạn nhất ý chỉ đau lốt đến 99%, đột nhiên kẻ thì làm sao bây giờ, kiếp trước cũng gặp không ít loại dịch tình này. Sau đó, Lý Trường Thọ đến tìm Ngao ất, nói kỹ càng việc này đối với Ngao ất. Hải thần Nam Hải nếu như đạt được chức vị chính thần, Ngao ất thân là nhị giáo chủ, đại hộ Pháp, sẽ tự động thu hoạch được chức vị phụ thần, mặc dù chỉ là lục giai, nhưng cũng có thể nhận được thiên đạo công đức thuần túy được thiên đạo che chở chút ít, long tộc hẳn là sẽ có kích thích nhất định. Mà lý trường thọ căn dặn ngao ất lặp đi lặp lại, việc này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, không thể bộc lộ ra trước thời hạn, tránh cho Tây Phương giáo có thời cơm nu đồ quấy rối. Đây là bài kiểm tra khả năng sự bí mật và nói dối của ngao ất. Ổn định đại cục ở phía long tộc, lý trường thọ liền dùng đạo nhân giấy, đi đến động phủ mà cô động tại nhị tiên sơn của Hoàng Long chân Nhân, mời Hoàng Long chân Nhân đến xem lễ vào ngày đó hoàng long chân nhân tất nhiên là đáp ứng mà ở phía kim quang thánh mẫu có thể để cho ngao ất đi mời cũng không cần hắn đích thân đi một chuyến đáng tiếc nhân giáo ít người dù là đệ tử ký danh của thánh nhân lão gia cũng không nhiều lý trường thọ cũng không tìm thấy nhân tuyển thích hợp để mời cũng không thể gọi tổ sư khai sơn nhà mình độ ách chân nhân chứ hải thần nam hải cũng không biết vị đại lão này không có một chút nguyên do nào mời người tới có hoàng long chân nhân chống đỡ không sai về lắm cũng đã đủ rồi Lý Trường Thọ khẽ thở dài, bắt đầu chuẩn bị công tác khô trường gõ trống, nhưng mà, Lý Trường Thọ không biết chính là, bên trong động xuất cung lại huyền náo một trận, kiện ra sao. Dưới tàng cây hậu viện động xuất cung, huyền đô đại pháp sư đang nhắm mắt dưỡng thần, tiềm tu trong mộng, chậm rãi mở hai mắt ra, trong đáy mắt tát ra một chút bất đắc dĩ, lại bị lão sư an bài. Huyền đô đại pháp sư cẩn thận suy tính, rất nhanh liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Hiếm thấy lần này không cần ra tay đấu pháp, chỉ là đi giúp trưởng thọ tọa chấn đại điền. Huyền đô đại pháp sư cười khẽ, nhắm hai mắt lại một lần nữa. Việc này ba năm nữa mới diễn ra, cũng không cần phải sốt ruột đi qua, ngủ tiếp, khục, lại tu hành một hồi đi. Sau mấy tháng, tại kim ngao đảo, ngao ất cưỡi mây rời khỏi động phủ tu hành của mình và khương tư nhi, bay nửa vòng dọc theo bên ngoài kim ngao đảo, rơi vào bên cạnh một khu rừng hoa đào, y đi về phía trước vái trào, sau đó liền ngừng đầu ưỡn ngực, trên khuôn mặt thiếu niên mang theo vài phần ý cười, hô. Ngào ất cầu kiến kim quang sư thúc. Ồ, trong rừng hoa đào, hai bóng hình xinh đẹp đi ra từ bên trong. Đây là hai thiếu nữ, một người mặc váy ngắn vàng nhạt, một người mặc váy dài màu đỏ rực, thân hình người trước thiên hướng về xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt động lòng người, cười nhẹ nhàng, người sau ra thì trắng như tuyết, cổ áo như ngọn lửa, làm nổi bật tư thái thanh tú của nàng. Trong đáy lòng ngao ất hồi tưởng một chút, nhận ra người sau là ai vội nói ngao ất bái kiến kim quang sư thúc xin chào hỏa linh sư tỷ hỏa linh thánh mẫu nhẹ giọng hỏi đây là kim quang thánh mẫu cười nói đây là đệ tử của âu vân tiên lòng cung đông hải nhị thái tử ngao ất thật lẽ hỏa linh thánh mẫu mỉm cười gật đầu phái chào đối với ngao ất ngao ất hoàn lễ một lần nữa ở trên cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên là không thể có sai lầm gì Kim Quang Thánh Mỗ hỏi. Ngào ất có chuyện quan trọng gì, người đâu có bao giờ đến chỗ của ta. Là như vậy, Ngào ất cười nói. Hai năm sau giữa mùa hạ đầu tháng 9, Hải Thần Giáo tổ chức Đại Điền Hải Thần, đệ tử cũng là người hưởng hương hòa Hải Thần Giáo. Giáo chủ ca ca nhà ta muốn mời tiên nhân tiệt giáo tiến đến xem lễ, vốn là muốn mời triệu công minh sư thúc, nhưng chỉ là một việc nhỏ như vậy, làm phiền triệu công minh sư thúc, không hỏi chuyện bé xé than to vì vậy giáo chủ để cho ta tới mời kim quang sư thúc xem ngài có thời gian qua đi một chuyến hay không kim quang thánh mẫu cười nói chỉ như vậy thôi sao ta đây đáp ứng là được đúng rồi hỏa linh tỷ tỷ ngươi có muốn đi cùng không vị hải thần kia cũng không phải là nhân vật bình thường vừa vặn giới thiệu ngươi với hắn hắn là người bên trong nhân giáo có giao hào cùng với mấy vị đại đệ tử tiệt giáo chúng ta kiến thức tự thân phi phàm nói chuyện cũng rất anh tai đấy Hỏa linh thánh mẫu dịu dàng cười một tiếng, ô nhu nói. Hiện tại cũng không có việc gì, ta liền bồi sư thúc đi chuyến này. Gọi ta là muội muội, gọi sư thúc sẽ già đi rất nhiều. Được được được, muội muội, ngao ất ở đối diện nháy mắt mấy cái, cũng biết hai người có quan hệ tốt, mỗi người đều tự tại. Xác định hai vị thánh mẫu sẽ đi, ngao ất lại nói kỹ càng ngày và địa chỉ, liền cáo từ cưỡi mây rời đi. Ngao ất tự nhiên biết, Hoà Linh Thánh mẫu nhập môn hơi sớm, càng là đệ tử thân truyền của thủ đồ tiệt giáo đa bảo đạo nhân, lẽ ra được xem như là đại sư tỷ tiệt giáo đời thứ ba. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đồ tôn thân truyền của thánh nhân, phân lượng so với kim quang thánh mẫu đời thứ hai không phải đệ tử thân truyền như vậy, còn muốn nặng hơn một ít, nhiều hơn một vị thánh mẫu tiến đến xem lễ, việc này phải lập tức thông báo cho giáo chủ ca ca. Ngao ất cưỡi mây trở về động phủ tại kim ngao đảo của chính mình, thấy phu nhân Khương Tư Nhi của chính mình vẫn còn ngủ say, cũng liền đả tọa trên giường, bắt đầu giao lưu thần niệm cùng với giáo chủ. Một lát sau. Hòa linh thánh mẫu. Trong mật thất dưới đất tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, cảm thấy vấn đề không lớn. Ở bên trong những thánh mẫu tiệt giáo này, xếp hạng của hỏa linh thánh mẫu và kim quang thánh mẫu tự nhiên là ở phía sau, một vị hay hai vị đến đây cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tân khách tiệt giáo đã xác định được, phía long tộc mấy ngày trước đây cũng đã cho hồi âm, hoàng long chân nhân là do chính mình thông báo đoàn xem lễ cũng coi như đã định ra đại thể. Vì giảm bớt khả năng dẫn tới phương Tây quấy rối, Lý Trường Thọ cùng với Ngao Ất công bố ra ngoài, chính là đại điển Hải Thần Giáo, mà không phải là đại điển sắc phong Hải Thần. Dựa vào lý do này, Hải Thần Giáo cũng có thể quang minh chính đại, xây dựng rầm độ tại phía Nam An Thủy Thành ở Nam Hải Chi Tân, xây dựng một cái hội trường thật lớn. Đến lúc đó sẽ có đông đảo phàm nhân hội tụ ở đó, chứng kiến thời khắc trọng yếu này. Bây giờ Hải Thần Giáo đã có hơn hai vạn tòa miếu thờ chính thức, tín đồ không đếm được, có thể ảnh hưởng đến một khu vực lớn tại Tây Nam Bộ Nam Thiệm Bộ Châu, một cái mệnh lệnh của Lý Trường Thọ, nhân lực, vật lực có khả năng điều động được, tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Trường Thọ lần này cũng không có phát động giáo chúng của chính mình tới làm cu ly, mà là dùng tài và dự trữ của hải thần giáo, thuê một lượng lớn công tượng phàm tục, được thúc đẩy bởi lợi ích, nhưng công tượng này cũng rất có động lực, tiến triển công trình hết sức nhanh chóng. Chỉ trong nửa năm làm việc, hội trường tổ chức buổi lễ đã bắt đầu hình thành hương hỏa thu vào của bản thân hải thần giáo vô cùng khả quan, trừ ra chi phí duy trì hải thần giáo vận chuyển, ban thưởng cho thần sứ, người coi miếu, đại bộ phận tài vật đều được lý trường thọ sắp xếp và phân tán cho những người phàm nghèo khó trong phạm vi hải thần giáo. Hắn không cần phần tài vật này trèo chống việc tu hành của bản thân, như thế cũng có thể kết thúc một bộ phận nhân quả hương hỏa công đức. Đại bộ phận thần sứ hùng trại đều chạy đến An Thủy Thành, từng người bận rộn thực hiện nhiệm vụ mà hải thần giao phó. Trần Long hộ pháp Long tộc thường trú tại Hải Thần giáo cũng không có nhàn rỗi, bọn họ phụ trách khơi thông đường thủy, làm một chút công trình thủy lợi, lại cam đoan an thủy thành trong 3 năm này mưa thuận gió hòa, như thế, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã đầy đủ. Trận đại điển này, liền khu trương gõ trống như vậy, lại đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, bản thân Lý Trường Thọ càng là không có nhàn rỗi. Ngoại trừ giảng đạo cho Linh Nga đúng hạn, ngẫu nhiên giải hoặc cho hữu cầm huyền nhã, thỉnh thoảng đùa tiểu sư thúc một chút, hắn tạm dừng luyện đan, luyện chế trận cơ, chuẩn bị đầy đủ cho đại điển sắc phong, trở thành chính thần thiên đình, là một bước tương đối then chốt bên trong mục tiêu trường sinh của hắn. Nhảy ra khỏi đại kiếp phong thần sau này, kiếm được càng nhiều thiên đạo công đức, cách động suất cung gần thêm, đạt được sự che chở của thiên đạo lão gia hơn nữa. Sau khi hắn trở thành chính thần thiên đình, cũng liền biến thành thủ hạ của thiên đạo, vào thời điểm kim tiên kiếp, thiên đạo nhường cho hắn một chút, không phải cũng hợp tình hợp lý, đùa thôi, đùa thôi thiên đạo trí công vô tư cũng không phải sinh linh gì đó cũng không phải ý chí thiên địa đơn giản không có cửa sau nào có thể đi muốn thành kim tiên vẫn phải dựa vào nỗ lực của bản thân muốn hái trường sinh đạo quả vẫn phải trải qua gian khổ lý trường thọ đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này hai tháng trước khi đại điển hải thần diễn ra nam hải chi tân đều giống như đang ăn tết nếu nhìn xuống từ trên cao có thể thấy rất nhiều phàm nhân đang đi trên đường đổ về phía nam an thủy thành dâng lên một phần hương hỏa cho hải thần địa điểm tổ chức đại điển đã được chuẩn bị chu đáo. Một tòa đài cao sừng sững tại bờ biển Nam Hải, một mảng đất rộng được chia thành hàng trăm khu vực, lan can và các vật chắn được lắp đặt khắp nơi để ngăn chặn quá nhiều người dẫm đạp. Ở phía thiên đình đã được chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này Đông Mộc Công đã lấy được phần ý chỉ kia, mang theo mấy vạn thiên binh chờ ngay ở phụ cận Nam Thiên Môn, chờ đợi màn ra mắt dạng dỡ vào trưa ngày 9 tháng 5. Lần này, phương thức thiên binh lên sân khấu, ý tưởng chủ yếu chính là lạnh lùng, vì thế Lý Trường Thọ còn thiết kế một số đội hình chiến đấu với hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Ngoài ra còn có Nguyệt Lão dẫn đầu đoàn chúc mừng thiên đình, một đám lão thần tiên sẽ hạ phàm chúc mừng. Ở phía Long Tộc, công tác chuẩn bị nói chung là ổn thỏa, Long Cung Tứ Hải đã chuẩn bị đầy đủ đoàn xem lễ, do bốn vị thái tử Long Cung Tứ Hải lĩnh đội, hội tụ trưởng lão Long Tộc, 300 cao thủ hộ Pháp, cùng với mấy ngàn tiên giao binh làm nghi trượng. Ngoại trừ Tứ Hải Long Vương, tất cả chúng Long đều không biết đại điển hải thần lần này sẽ phát sinh chuyện gì, mà lần này cũng chủ yếu là biểu diễn cho bọn hắn xem. Các tần khách xem lễ khác cũng cơ bản không có vấn đề gì, vì sao lại nói cơ bản. Lý Trường Thọ đối với điểm ấy cũng có một chút bất đắc dĩ, ngay đó lúc ngào ất đi mời Kim Quang Thánh Mẫu, Hòa Linh Thánh Mẫu cũng ở bên cạnh, thuận tiện liền cùng nhau mời. Nhưng, sau đó không biết là Kim Quang Thánh Mẫu chủ động mời người bên cạnh, hay là Hòa Linh Thánh Mẫu nói việc này đối với người nào, tiệt giáo bên kia sự tính sẽ có mười mấy vị tiên nhân cùng nhau đến tham gia náo nhiệt. Lý Trường Thọ thật đúng là đã đánh giá thấp lực hiệu triệu của hai vị thánh mẫu tiền giáo này, nhất là lực ảnh hưởng đối với Nam Tiên, liên quan tới công tác phòng vệ đại điển lần này, Lý Trường Thọ cũng đã tốn không ít tâm tư. Quân đoàn đạo nhân giấy đã vào chỗ trước thời hạn, từng người mang theo một lượng lớn đậu tiên, thân sứ hùng trại cũng thành lập hai đội tuần tra đặc thù, ngoại trừ phụ trách duy trì trật tự xung quanh, bọn họ còn ở dưới sự chỉ điểm của Lý Trường Thọ, bày ra ngụy đô thiên thần sát tiểu trận đơn thuần là vì dọa người lý trường thọ đã chuẩn bị mọi thứ có thể chuẩn bị cho buổi lễ này nhưng lúc này trong đái lòng lý trường thọ có hai chuyện vẫn không quyết định chắc chắn được như cũ thứ nhất muốn mời người địa phủ đến đây xem lễ hay không dựa vào cơ hội lần này khiến cho địa phủ cảm nhận được thiên uy của thiên đình thứ hai chân thân của mình có nên đi qua tiếp nhận phong thưởng hay không vấn đề thứ nhất cũng không khó giải quyết chính mình trước đây giã trôn xuống phục bút tại địa phủ ở chỗ ngưu đầu chỉ cần một phong thư mời một đạo nhân giấy liền có thể đại khái mời được tân khách địa phủ sở dĩ lý trường thọ do dự là không muốn để cho sự tình long tộc vốn đã có một chút lộn xộn lại càng thêm hỗn loạn suy đi nghĩ lại cẩn thận châm trước lý trường thọ vẫn quyết định đi mời người địa phủ đến đây xem lễ dù sao thì ở bên trong bối cảnh hải thần giáo vu cũng là bộ phận tạo thành không trọng yếu khiến cho người địa phủ hiện thân có thể làm cho long tộc nhiều thêm mấy phần liên tưởng thuận đường còn có thể mở ra cửa lớn vớt công đức địa phủ nhưng vấn đề thứ hai quan hệ đến tính mạng bản thân mình lý trường thọ đã là xoắn suốt hai năm từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào quyết định bản thể đi ra ngoài một chuyến không có đại pháp sư che chở không có tòa tiểu tháp kia bảo bọc không có một chút cảm giác an toàn nào nhưng lý trường thọ đã có dự cảm lúc thần vị thiên đình hạ xuống bản thể của chính mình tất nhiên sẽ bị thiên đạo khóa chặt đến lúc đó bản thể sẽ rất dễ bại lộ hơn nữa thiên đình phong thường chính mình dùng hóa thân tiếp nhận không khỏi sẽ cho người thiên đình một loại cảm giác lãnh đạm trái với ý định ban đầu của đại điển này huống chi ngọc đế lại là một người có thể sử dụng hóa thân của chính mình để âm thầm giám sát chúng thiên tướng nói không chừng liền sẽ ghi sổ hắn bản thể không đi xác thực không ổn đi ra ngoài một chuyến lại có phong hiểm lý trường thọ không ngừng suy tư biện pháp giải quyết thời gian lướt qua đầu ngón tay từng ngày cuối cùng nửa tháng trước khi đại điển chuẩn bị bắt đầu hắn cắn sang một cái rậm chân một cái rốt cuộc cũng quyết định quyết định để bản thể đi tiếp nhận thần vị vì sự quật khởi của thiên đình vì thương sinh tam giới lần này hắn thật sự là cam nguyện mạo hiểm ừm chính lý trường thọ cũng suýt nữa bị chính mình làm cho cảm động nhảy ra khỏi lối suy nghĩ ban đầu và thay đổi tư duy của mình trước mắt lý trường thọ rộng mở trong sáng một kế sách khá hay hiện ra trong đầu dùng thật loạn giả để cho bản thể của chính mình giả vờ đạo nhân giấy của chính mình lý trường thọ lập tức bắt đầu bố trí khởi động đạo nhân giấy bản thể của chính mình chỉ thấy lý trường thọ đưa tay quét qua ở trên bản sách mặt bàn nhiều thêm một tờ đạo nhân giấy dài hai thước người giấy này dày nửa thước trên đó khắp họa cấm chế phù văn dày đặc tiên lực thiên tiên dâng trào ở trong đó ở phía sau đạo nhân giấy này có một cái cửa sổ nho nhỏ lý trường thọ dùng hai tay bắt pháp quyết cửa sổ từ từ mở ra trong đó là một cái lỗ nhỏ trống rỗng bị cấm chế bao trùm thì chuyển hóa hình thuật, hóa thành một con phi trùng, rơi vào bên trong cửa sổ này. Sau đó ở khoảng cách cực gần điều khiển cỗ đạo nhân giấy này đứng dậy, hóa thành bộ dáng lão thần tiên Hải thần Nam Hải cố định, bản thể trốn ở bên trong hóa thân, thật thật giả giả không biết đâu mà lần. Sau đó, đạo nhân giấy khôi phục thành người giấy, bản thể lý trường thọ lại bay ra từ phía sau người giấy, trở lại hình dạng thật, đầu tiên hắn thi triển pháp thuật thu nhỏ xương, để biến cơ thể của mình thành kích thước của đạo nhân giấy Hải thần Nam Hải lại mặc vào cho chính mình một chiếc áo choàng trắng với tay áo rộng. Làm xong những chuyện này, Lý Trường Thọ ngồi sau bàn đọc sách, lấy ra một tấm gương đồng, bắt đầu tỉ mỉ dịch dung trang điểm cho chính mình. Pháp thuật có thể bị người nhìn thấu, như vậy dịch dung vật lý lại là không sợ. Hình dáng bản thể hiện ra cuối cùng, chính là hình dạng của lão thần tiên này lúc trẻ tuổi. Sau đó, Lý Trường Thọ lại đeo một chiếc mặt nạ trên nửa mặt, thi triển chướng nhãn pháp, lúc này mới dùng hóa hình thuật hóa thành tiểu trùng, chưa trở về trong cơ thể đạo nhân giấy không bao lâu cỗ đạo nhân giấy này mang theo bản thể lý trường thọ rời khỏi tiểu quỳnh phong từ dưới mặt đất không kinh động người nào lặng yên xông ra khỏi đại trận hộ dân độ tiên môn tiến đến nam hải đêm trước khi đại điển sắc phong hải thần bắt đầu bản thể lý trường thọ đã bí mật đi đến hậu viện hải thần giáo trốn ở trong cơ thể đạo nhân giấy canh giữ ở bên cạnh bức vẽ của thông thiên giáo chủ tin thức đảo qua trăm ngọn lửa được đốt lên ở nơi tổ chức đại điển có vô số phàm nhân ca hát nhảy múa ở đây còn có mấy canh giờ Tần khách các phương liền sẽ từ bốn phương tám hướng mặt tới. Ai, à, còn thời khắc quan trọng thế này mà lại thiếu một số người bạn có thể chia sẻ tâm tình. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt. Trước hết hãy chịu đựng một chút cô đơn và trong tương lai sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Hay lắm, hài thần, không có dấu hiệu nào. Một tiếng cười u oán vang lên từ bên ngoài hậu viện, Lý Trường Thọ ngẩn ra, còn chưa kịp đứng lên một người đàn ông vạm vỡ với bộ dâu quai nón đã trực tiếp nhảy vào hậu đường, hùng hổ đi về phía trước, uy phong bát diện chống nạnh ngẩng đầu, cười mắng. Nói đi, hải thần ngươi có phải không coi triệu công minh ta là bằng hữu hay không, mình nhiều tiên nhân tiệt giáo đến đây xem lễ như vậy, lại không mời ta. Có tin hay không, hôm nay ta sẽ nằm ở trong miếu hải thần của ngươi, không đứng dậy. Ta sai rồi, thật sự sai, Lý Trường Thọ nhìn vị đại gia trước mắt này, trong đáy lòng giờ khóc giờ cười một hồi. Đã sớm nghĩ đến triệu công minh đại gia sẽ vượt qua hết thảy khó khăn đến đây tham gia náo nhiệt, lại vẫn ôm lòng cầu may như cũ, cảm thấy chính mình không có mời, triệu đại gia có thể cũng sẽ cố kỵ mặt mũi, từ đó, thậm chí, Lý Trường Thọ cũng hơi tính kiến một chút. Vào lúc mấy chục vị tiên nhân tiệt giáo nói muốn tới tham gia náo nhiệt, Lý Trường Thọ liền nghĩ đến, tin tức có khả năng sẽ chuyển đến trong tay triệu đại gia, cố ý không mời, cũng là muốn cho giao tình giữa triệu đại gia và hải thần hạn nhiệt một chút không nghĩ tới triệu đại gia lại xem phần giao tình này nặng như vậy trực tiếp không mời mà tới đại gia khục tiền bối ngồi đi lý trường thọ thở dài đây cũng không phải là không mời tiền bối chủ yếu là đây cũng không phải đại sự gì tiền bối thân là đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo phản bối há có thể bởi vì sự tình khánh điển như vậy liền làm phiền tiền bối hiện thân vậy không phải là khinh thường tiền bối sao ồ triệu công minh nháy mắt mấy cái phút phút chòm dâu cười hỏi thật sự là như vậy đương nhiên lý trường thọ cười nói đối với vãn bối mà nói phân lượng của tiền bối tương đối nặng triệu công minh cười lắc đầu cái miệng của ngươi quả nhiên là có tu hành cũng may không có bị nói thành là đã từng khai quang nói xong triệu công minh liền được lý trường thọ mời ngồi ở bên trên ghế bành bên cạnh lập tức có trắng hán từ bên cạnh chạy tới giang trà đây cũng là điểm đặc sắc của hải thần giáo bọn hắn. Lão đệ, khánh điển này của ngươi là để làm gì? Triệu Công Minh bưng chén trả hỏi một câu, tin thức đảo qua ven biển Nam Hải, thấy được đám người hội tụ kia. Khánh điển như vậy còn muốn mời tiên nhân tam giáo đến đây xem lễ, chỉ sợ là không đơn giản, trong đái lòng lý trường thọ thoáng có một chút cảnh giác. Triệu đại gia ngày hôm nay, làm sao lại có một chút khác thường, điểm này cũng có thể nghĩ ra được, không giống như là tính tình của võ tài thần. Lý Trường Thọ cười nói. Chuyện này là do vãn bối thừa nước đục thả câu, ngày hôm nay đúng là có một số việc, có quan hệ với sự tình vãn bối vẫn luôn đang mưu đồ, cho nên muốn mời tiên nhân tam giáo đến đây xem lễ, nhờ vào đó gia tăng phần lượng của việc này, ảnh hưởng đến long tộc sâu hơn. Lời nói nhất truyền, Lý Trường Thọ cười khổ lắc đầu. Tiền bối ngài vừa đến, chỉ sợ là sẽ hù dọa long tộc. Ách, chuyện này triệu công minh lập tức có một chút xoắn suýt nhỏ giọng nói nếu không ta lại vụng trộm trở về nào có đạo lý hiện thân còn đi lý trường thảo vội nói ngày hôm nay có tiền bối ở đây trong đáy lòng ta ngược lại là an ổn hơn rất nhiều cũng không sợ có đạo trích đến đây phá hoại triệu công minh nghe vậy cái eo liền thẳng tắp yên tâm ta xem hôm nay ai dám đến đập phá nhưng lời nói nhất truyền Triệu Công Minh lại như mặt nói Lão đệ, ngươi cứ mở miệng là một tiếng tiền bối, như vậy cũng không khỏi quá xa cách Tiền bối, chuyện này, cũng được, vãn bối dày mặt gọi một tiếng triệu lão ca Ha 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 ha, Triệu Công Minh lập tức vỗ tay cười to Hải thần lão đệ, trong số các tiên nhân tam giáo, hợp khẩu vị với ta nhất chính là lão định ngươi Lý Trường Thọ nói thêm vài lời nữa, có phải là muốn lôi kéo ta kết nghĩa Kim Lan hay không? Cũng may, một trong mấy món lý trường thọ am hiểu nhất, chính là đổi chủ đề. Hắn hỏi triệu công minh tình hình gần đây, hỏi phải chăng có cao thủ phương Tây đến làm khó, lại dẫn chủ đề tới phía trên thư pháp. Triệu công minh lập tức trở nên hào hứng, ước định sự tình so thư pháp một lần cùng với lý trường thọ, hai người dựng cái bàn lên, trải vải phóc ra, một sách đại khí bàng bạc, một sách nước chảy mây trôi. Nhất thời, trong hậu đường miếu Hải Thần vang lên tiếng cười vui vẻ, cũng thật sự có mấy phần hương vị vong niên chi kỳ, Triệu Công Minh đột nhiên cười nói. Hoàng Long sư huynh thế nhưng cũng tới. Hắn vừa dứt lời, một chùm lưu quang màu vàng đất xẹt qua trong màn đêm, một đạo thân ảnh cao gầy đã là rơi vào trước cửa, thân mang trường bào vàng nhạt, đầu buộc đạo trâm, tuy có vẻ già nua lại không hiện nếp nhăn, cũng coi như là già vẫn trắng kiện, Lý Trường Thọ cười nói. Có quan hệ đến sự tình Long tộc nếu biết tự nhiên sẽ báo cho hoàng long tiền bối một tiếng không sai ngươi cần nhắc như vậy cũng thỏa đáng triệu công minh cười đáp lời đi về phía trước nhanh đón ngược lại còn giống chủ nhà hơn so với lý trường thọ lý trường thọ âm thầm nhẹ nhàng thở ra cũng may triệu đại gia không có nằm xuống chất vấn chính mình vì sao ngươi mời hắn lại không có mời ta ngươi có phải hay không xem thường triệu mỗ mỗ ta hình ảnh kia ngẫm lại liền làm cho thọ nhức đầu hoàng long chân nhân vừa đến trong hậu viện này lập tức càng trở nên náo nhiệt nhưng mà chỉ sau một lúc một đóa mây trắng bay đến từ phương hướng đông nam trên đó có một đám người đếm kỹ lại có đến 60, 70 người sáu vị tiên nhân phía trước nhất lý trường thọ chỉ nhận biết ba vị trong đó một vị là tần hoàn tần thiên quân một vị là kim quang thánh mẫu lần trước đã từng tới còn có một vị đã từng gặp tại long cung thập thiên quân bạch lễ bạch thiên quân còn có một vị nữ tiên tư thái mảnh mai thon thả người mặc váy dài đỏ rực nếu như đoán không lầm, hẳn là Hòa linh thánh mẫu mà Ngao ất đề cập tới. Trung tiên tiệt giáo thật sự rảnh rỗi như vậy sao? Hay là do phong tục của Kim Ngao đào chính là ăn trực nhất hồ bách ứng, tính tiền tha thứ không theo mệnh? Khóe miệng của Lý Trường Thọ hơi co quắp, lập tức lộ ra nụ cười chân thành tha thiết, đi về phía trước hai bước, cưỡi mây ra ngoài nhanh đón. Triệu Công Minh háng giọng, cũng cất bước đến trước hậu viện đứng chắp tay, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hoàng Long chân nhân vừa thấy tình hình này, hơi suy tư, xoay người đi vào góc hậu viện, lấy ra một khối ngọc phù, thấp giọng nói vài câu gì đó đối với ngọc phù. Lý Trường Thọ vẫn luôn chú ý bên này, nhưng cũng chỉ là mơ hồ nghe được. Ừm, sư đệ hãy gọi thêm vài người tới, ở phía tiệt giáo có không ít người tới. Ừm, đúng, không thể làm giảm uy nghi của ngọc hư cung chúng ta, tốt, tốt, mau chóng. Lý Trường Thọ Chuyện này cũng đều phải so. Đại hội nguồn gốc tam giáo vậy thì cũng thôi, đó dù sao cũng là việc quan trọng của tam giáo hai bên xiển tiệt không ai nhường ai đều muốn áp chế đối phương vậy thì cũng hợp tình lý hôm nay là khánh điển hải thần giáo mà hắn tổ chức hai bên do đo số lượng tiên nhân ai đến nhiều hơn thích hợp sao trong đáy lòng lý trường thọ thở dài việc đã đến nước này chỉ có thể vội vàng chào hỏi các vị tiên nhân tiệt giáo rơi vào bên trong miếu hải thần vừa thấy triệu công minh tinh thần của các tiên nhân tiệt giáo chấn động vội vàng hướng về phía trước làm lễ tràng diện lập tức phi thường áo nhiệt lý trường thọ còn cố ý quan sát kim quang thánh mẫu phát hiện ra vị la lị này khô vị thiếu nữ tiên này hai mắt nhìn triệu đại gia đều là sáng rực thế nhưng vị kim quang thánh mẫu này cũng không biểu thị gì nhiều chỉ là giòn tan kêu lên một tiếng triệu sư huynh liền đi theo đại ca tần hoàn của chính mình ngồi xuống lý trường thọ ra ngoài nói một tiếng lập tức có một đám đại hán chuyển chỗ ngồi đến đưa trà thông tới mặc dù chúng tiên nhân tiệt giáo đều không biết hôm nay xảy ra chuyện gì nhưng sau khi nhìn thấy lý trường thọ đều là một câu chúc mừng, chúc mừng. Lý Trường Thọ rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đáp lễ vài câu cùng vui, cùng vui. Không bao lâu, thôn trưởng Hùng Trại, đại trưởng lão hải thần giáo khoác áo già gấu vội vàng mà đến, thấp giọng nói. Đại nhân, vừa rồi lão tam dùng ngọc phù truyền tin bẩm báo, nói có một đội binh mã đi đến trại, toàn thân âm khí âm u, dẫn đầu còn có mấy cường giả, có cảm giác có một chút nguồn gốc với trại chúng ta. Mạnh cỡ nào? Hùng lão tam nói, cảm giác rất mạnh. Lý trường thọ hơi nhắm mắt, đạo nhân giấy trốn ở hùng trại đã là dùng tiên thức thấy được đội nhân mã kia. Người ở phía trước nhất, Lý trường thọ cũng nhận ra, chính là ngưu đầu cởi mũ đội đầu đến từ địa phủ. Đó là người địa phủ tới, một chi tổ tiên của các ngươi. Lý trường thọ cười nói. Bọn họ quả nhiên đi đến trại của các ngươi, theo lời căn dặn của ta trước đó, bảo lão tam dẫn đường cho bọn họ, mau chóng dẫn tới bên trong An Thủy Thành, hai canh giờ nữa là mặt trời mọc, đại điển liền sẽ bắt đầu. Vâng, để ta đi. Lão thôn trưởng đáp ứng một tiếng, liền lập tức muốn ra ngoài truyền tin, Lý Trường Thọ lại gọi gã lại. Lý Trường Thọ hơi châm trước, nói. Khách quý đến hôm nay có một chút nhiều, đại điển vẫn phải náo nhiệt một chút mới tương đối tốt, giàn trải những tiết mục ca múa trước đó, từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa. Vâng. Lão thôn trưởng như một con gấu đen này vội vàng rời đi, Lý Trường Thọ cũng không rảnh rỗi, tiếp tục trò hỏi tân khách, lần này khác biệt với đại hôn của Ngao Ất tại Long Cung, nơi này là sân nhà của hắn, như thế nào cũng không thể lãnh đạm những khách quý này, mặc dù rất nhiều đều là không mời mà tới. Một canh giờ sau, lại có một nhóm hơn 20 vị tiên nhân xiển giáo, cưỡi mây mà tới từ phương hướng Tây Bắc, đoạn đường này xác thực nhanh như điện chớp, làm mấy vị môn nhân ngọc hư cùng cảnh giới thiên tiên tu vi hơi thấp, tóc dài đều bị thổi có một chút lộn rộn. Hai người dẫn đầu, Lý Trường Thọ cũng quen thuộc, một vị là Phúc Đức Kim Tiên, Vân Trung Tử, một vị là Xích Tinh Tử xếp hạng thứ hai bên trong thập nhị Kim Tiên, đều là đại năng xiển giáo. Lý Trường Thọ còn chưa có cưỡi mây bay lên, Triệu Công Minh đã mang theo mấy vị tiên nhân tiệt giáo đi lên nghênh đón. Mọi người âm thầm phân cao thấp thì âm thầm phân cao thấp, mặt ngoài vẫn phải hòa hòa khí khí, hưởng ứng câu tam giáo một nhà rùa thịt kia. Hậu viện Hải Thần giáo không sai biệt lắm đã là ngồi đầy người, tiên nhân hai giáo từng người Hàn Huyên trò hỏi, sau đó từng người liền ngồi xuống. Lý Trường Thọ có cảm giác, chính mình bây giờ đã hoàn toàn không thể giữ vững được sân nhà nữa, nhưng hiện tại hắn cũng không thể đi mời đại pháp sư đến đây, đúng không? Cục diện không khống chế nổi mới đi mời đại pháp sư, đây chẳng phải là chính mình làm việc bất cần. Đang nghĩ như vậy, một tia truyền âm đột nhiên chui vào trong đáy lòng Lý Trường Thọ. "Trường Thọ, bản thể của ngươi đi đâu rồi?" ta tìm hai vòng bên trong độ tiên môn, vì sao cũng đều không thể tìm được, tinh thần của Lý Trường Thọ chấn động, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, người thân đến rồi. Lý Trường Thọ vội vàng chỉ chỉ vào bộ ngực của chính mình, ánh mắt quan sát bốn phía, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Không hổ là ngươi, ha ha ha, thế nhưng lại giấu ở bên trong hóa thân, nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra, liền nghe một hồi truyền âm cười to của Đại Pháp Sư, lại hỏi ở trong tiếng cười. Ta thấy ngươi mời tới không ít cao thủ đạo môn, ngày hôm nay còn cần ta hiện thân." Cần liền gật đầu, Lý Trường Thọ lập tức nặng nề gật đầu, một tiếng cười khẽ chuyển ra tại hậu viện Hải Thần giáo, hậu viện nguyên bản tràn đầy tiếng cười cười nói nói, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Triệu Công Minh bấm ngón tay suy tính, là người đứng lên đầu tiên, vui vẻ nói: "Huyền Đô sư huynh đến." Triệu Công Minh vừa dứt lời, trong hậu viện Hải Thần giáo đột nhiên xuất hiện một chút mây mù, mây mù này sinh ra hư ảnh thái cực nhàn nhạt, nhạt một đạo thân ảnh người mặc trường sam cất bước mà ra